Tấn bèo giữa bạo bệnh, bán hết tài sản cũng không kêu gọi giúp đỡ. Đang khỏe mạnh phây phây, Tấn bèo bất ngờ vướng bạo bệnh. Song đến quá trình hồi phục, tình trạng của nam danh hài mới được tiết lộ. Cũng là lúc loạt tin đồn mổ vai Tấn bèo. Sau tất cả, người nghệ sĩ ấy vẫn sanh chính tuyên bố một điều. Thời gian gần đây, nghệ sĩ hài Tấn bèo đã gây chú ý khi xuất hiện ở một cơ sở chữa bệnh. Đây cũng là lúc tình trạng một năm qua của sao nam được tiết lộ. Sau tai biến, sức khỏe của Tấn bèo bị ảnh hưởng, gặp khó khăn trong việc đi lại. Mới đây, một đoạn clip ghi lại hình ảnh Tấn bèo đi lại khó khăn, cần có người giúp đỡ. Điều này khiến khán giả không khỏi xót xa. Hơn cả là ngay khi tình trạng của Tấn bèo được tiết lộ, không ít tin đồn đã nổ ra. Nào là Tấn bèo bệnh nặng, đi chữa ở cơ sở miễn phí, ăn cơm từ thiện. Thậm chí, thông tin sao nam đình đám một thời kêu gọi giúp đỡ cũng được lan truyền, song chính chủ đã ra lời phủ nhận. Bên cạnh đó, người thân cận với Tấn bèo cũng lên tiếng về điều này, trong đó phải kể đến Tấn Hoàng. Trong một video chia sẻ, sao nam bày tỏ sự khâm phục vợ của danh hài Tấn bèo. Tấn Hoàng rất khâm phục bà xã của anh Tấn bèo vì đã hết lòng hết sức lo cho chồng. Chỉ nói chẳng thà bán đồ nhà đi để chữa bệnh, chứ không xin của ai một đồng nào hết. Đặc biệt, nam diễn viên cuộc phiêu lưu của hai lúa cũng khẳng định gia đình Tấn bèo không kêu gọi từ thiện. Mỗi khi đến thăm đồng nghiệp, ông đưa tiền nhưng vợ Tấn bèo đều từ chối nhận. Nghệ sĩ Tấn Hoàng cho biết, dù mắc bạo bệnh, Tấn bèo luôn giữ tinh thần lạc quan, vui vẻ với mọi người. Hiện tại, diễn viên đang tích cực tập vật lý trị liệu kết hợp với châm cứu để hồi phục sức khỏe. Mỗi ngày, Tấn bèo tập vật lý trị liệu, châm cứu, uống thuốc theo chỉ dẫn. Sau một thời gian điều trị, sức khỏe của người bạn già của tôi tiến triển tốt, có thể tự đi lại được. Tấn bèo cũng vui vẻ, lạc quan lắm, chỉ là không muốn chia sẻ về những lúc ốm đau bệnh tật của mình. Anh ấy được vợ luôn kề cận chăm sóc, vợ Tấn bèo rất tuyệt vời. Thấy Tấn bèo da dẻ hồng hào, vui vẻ như vậy tôi rất mừng. Bên cạnh Tấn Hoàng, Tấn Bo, em trai ruột của Tấn bèo cũng đã có chia sẻ với truyền thông về tình hình hiện tại của anh trai. Vừa qua, trên mạng xã hội lan truyền những video về bệnh tình của anh Tấn bèo, nhưng sự thật không phải như vậy. Như nhiều người khác, anh Tấn bèo cũng có bệnh, nhưng được gia đình chăm sóc, chạy chữa mấy năm qua. Tấn Bo nói thêm, hiện Tấn bèo đang ở nơi chữa bệnh và tinh thần thoải mái, thích nơi đây. Trong quá trình chữa bệnh, nam nghệ sĩ hài được vợ đồng hành, sát cánh để chăm sóc. Sự thật của câu chuyện là vậy, không phải như nhiều người hiểu lầm là anh Tấn bèo đến chỗ chữa bệnh, ăn cơm từ thiện rồi không được gia đình lo lắng, chăm sóc. Không phải như vậy nha mọi người. Tấn Bo khẳng định mình không bỏ rơi anh trai như lời đồn. Thậm chí cơ sở chữa bệnh của Tấn bèo hiện tại do chính Tấn Bo liên hệ để anh trai có thể tới và nơi này cũng không tốn kém nhiều chi phí. Anh Tấn bèo chữa bệnh không tốn tiền vì nơi đó giúp nhiều người, ai đến chữa là có thể ở lại. Lúc đến, anh Tấn bèo có mang đến một ít gạo để đóng góp cũng như giúp đỡ một số hoàn cảnh khó khăn tại đây. Do đó, gia đình không phải lo quá nhiều về chuyện tiền bạc. Quan trọng là chăm sóc anh Tấn bèo về mặt tinh thần để anh sớm vượt qua bệnh ở chân, tiếp tục cống hiến cho khán giả. Như vậy có thể thấy, mọi lời đồn liên quan tình trạng của Tấn bèo đều không chính xác. Hơn hết, người dùng mạng phải thông thái để không bị dẫn dắt bởi những thông tin sai lệch, thậm chí là tiêu cực.